Tin mừng theo Thánh Matthew. Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua David, con của Abraham. Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Juda và các anh em người. Juda sinh Perez và Zara bởi bà Thama. Perez sinh Eron, Eron sinh Aram, Aram sinh Aminadab, Aminadab sinh Naason, Naason sinh Salmon, Salmon sinh Booz do bà Rahab, Booz sinh Jobed do bà Ruth, Jobed sinh Jesse, Jesse sinh vua David, David sinh Salomon do bà vợ của Uriah, Salomon sinh Roboam, Roboam sinh Abia, Abia sinh Asa, Asa sinh Josaphat, Josaphat sinh Joram, Joram sinh Ozias, Ozias sinh Joatham, Joatham sinh Atia, Atia sinh Ezekiah, Ezekiah sinh Manasseh, Manasseh sinh Amos, Amos sinh Josiah, Josiah sinh Jeconiah và các em trong thời lưu đày ở Babylon. Sau thời lưu đày ở Babylon, Jeconiah sinh Salathien, Salathien sinh Zorobaben, Zorobaben sinh Abiud, Abiud sinh Eliakim, Eliakim sinh Azor, Azor sinh Sadoc, Sadoc sinh Akim, Akim sinh Eliud, Eliud sinh Eliza, Eliza sinh Mathan, Mathan sinh Jacob, Jacob sinh Giuse là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Đức Kitô. Vậy từ Abraham đến David có tất cả 14 đời. Từ David đến cuộc lưu đày ở Babylon có 14 đời. Và từ cuộc lưu đày ở Babylon cho đến Chúa Kitô có 14 đời. Kế hoạch cứu độ của Chúa. Đọc bạn gia phả, chúng ta nhận ra những cái tên. Những cái tên ấy xem ra rất xa lạ với chúng ta, nhưng đó là điều Thiên Chúa thực hiện để mang ơn cứu độ cho hết thảy mọi người. Từ bản gia phả hôm nay, khi nhìn vào lịch sử hội thánh, chúng ta thấy có những bậc anh hùng tử đạo, các bậc khôn ngoan, rất nhiều những vị thánh. Tuy nhiên, chắc chắn sẽ không thiếu những con người, hẳn là có cả mỗi người chúng ta, không phải là những người thánh thiện, thậm chí là những người đã sa ngã và thất bại. Nhưng chúng ta có quyền hy vọng và vui mừng, bởi vì ân sủng Thiên Chúa có thể hoạt động qua chúng ta. Nhờ đó, chúng ta là một thành phần trong dòng dõi thánh.